căn nhà ha. Dọn dẹp để ngày mai ta sửa nhà. Ờ, dọn dẹp hả? Cái này là cái bức tường này là người ta tô lại thôi. Dọn dẹp để chuẩn bị sửa lại căn nhà quý cô chú anh chị. Dẹp nhà cửa cho sạch sẽ lại. Mẹ mình có bao bao mẹ. Mọi nhớ bao bao đó. Đúng rồi, đốt đi, cái nào không xài được mình đốt đi. Để mai mốt em mua cho mấy bộ ha, đồ mới ha. Bây giờ anh đem ra nó còn khô nè, thì anh đốt luôn đi chứ để không mưa nữa. Gia đình dọn dẹp đang chuẩn bị sửa nhà nha mấy cô chú anh chị. Nhà bề bộn quá. Không, đâu có hôi đâu. Trời ơi, đồ để đây ướt á, sao chị thấy? Quá. Trời ơi, coi nè. Chỗ này mưa dột vậy. Mưa dột hết trơn luôn nè. Ướt hết rồi trời. Được rồi. Để con dọn dẹp đi. Đồ nào của con đâu, con dọn dẹp đi, bé Ngọc. Đang được, đang nắng trời mưa, cái hướng này nè, anh dọn vô là đồ bao quần áo đây ướt hết luôn. Cái nào của anh Dũng đó, anh Dũng dọn dẹp anh Dũng. Rồi. Hết này, đồ này của ai? Dạ, tôi. Rồi anh ship lại coi gọn gàng coi. Để anh để coi nó ấy lắm. Trời ơi. Giờ dữ lắm luôn á. Chị để một góc nào đi gọn cho nó gom lại. Biết kiếm không? Cái chỗ này là chỗ không được, chỗ này là bây giờ ướt bây giờ. Cái này đem ra ngoài á, kiên cái tổng là ra ngoài. Anh Dũng ạ, anh cho em để đồ của em được không? Cái lên. Cái giỏng là mình khi ra ngoài mưa ướt không? Vậy, có mấy cái xu nó chùm rồi. Bữa nay tới ngày mấy biết không mà lật. Nay ngày mấy rồi? Đâu ngày mấy rồi là lật chú coi coi. Ráng cố gắng đi con ha, ngày mai mốt rồi mấy chú lại vô dọn nhà rồi sửa nhà lại cho con có nhà mới và đẹp rồi ha, kệ cố gắng dọn đi con. Cái nào không mặc đó, đốt bỏ chị thấy. Dạ, nói em sẵn lại. Nó hôi quá hôi. Ừ, đốt bỏ đi chị. Điện đóng mà nó dạng như là nó giờ quá giờ, chỗ này nó hôi quá hôi rồi. Anh Dũng ơi. Cỡ ngủ của cậu ba đây hả cậu ba? Cỡ ngủ của em đó. Trời ơi coi nè. Cái chiếu nè, cái chiếu nè. Trời. Chiếu gắt hết trơn của chú anh chị kìa. Hồi quá ơi của chú anh chị. Dạ, cảm ơn Bảo Ngọc nha. Trời mũi lắm, nãy ngồi đây mũi con nào con thấy bằng bắp giò luôn á. Đâu có gì đâu. Mũi bằng bắp giò luôn hả? Con có thấy con mũi nào bằng bắp giò mà nó cắn con chưa bé Ngọc? Nè Ngọc nè, nãy giờ cô chú anh chị trên mạng là phim con mốt con không có hổn với ngoại nó nha. À. Cho cô chú anh chị thương nha con. Thế bé Ngọc đang soạn đồ nha. Trời ơi. Cái áo này bộ đồ này đi đi mỏ nè. Cái bộ đồ của đi mỏ hả? Đó mỏ đem qua ngoài. Để bây giờ tạm thời không dột, để thợ nó làm á, để lau giò lau tay. Dạ. Nhà bếp nè. Thấy con ha, để thợ lau giò lau tay nó được dột nha. Cái mẹ hết bếp đường dẹp ví dụ nó bọc đồ đẹp chứ ta. Nay mặc đồ đẹp hả? Ôi, đây coi nè. Đây bé Ngọc đang dọn ba đồ đang bỏ nha. Mai mốt lục thợ lục lại nó lót gạch mới thì nó sẽ phải cần cái bài đó lâu. Nào mấy cái đó phải đốt chứ đốt lụi. Cái đó nữa phải đổ ra đăng ra cho nước nó cũng mới đốt được. Cái mẹ con có lửa. Tôi luôn. Bây giờ con không có lửa là biến. Trời ơi. Cho bà đó. Tôi với bà ơi, tôi có sạch tốt lên. Này là mang cá không á chị đấy? Đồng cái hồi hả? Đồng cái hồi là có lạc ăn là thơm. Trời ơi, cái đống đồ của ông cậu ba hôi có mùi mốc của con chứ vậy. Hình như là mấy năm rồi chưa giặt quần áo. Giặt biến giặt. Trời ơi, làm biến giặt luôn đó hả? Cái chiếu đang đang xì luôn rồi, mục luôn rồi. Trời ơi con nè, quá trời con, thấy bè bụng quá trời luôn. Kiếm tiền chứ bạc không mà. Có tiền không? À, lo kiếm tiền, lo kiếm tiền nghe là cậu ba của bé Ngọc nói là đi kiếm tiền nên không có thời gian dọn dẹp này nghe, cô chú anh chị. Quá trời, nói chung là mình đến đây nói chung
hôi quá quý cô chú anh chị, tại vì nó bị móc á, đồ đạc bị móc hôi quá. Nhà nhìn đây nè, không biết mà quý cô chú anh chị có thương không chứ mình thấy ngôi nhà này nó chuẩn bị gãy chỗ này, nó sập luôn rồi nè. Không, anh em mình không có đến đây mà để mà sửa lại ngôi nhà này chắc là sập luôn rồi trong nay mai nè. Thấy không quý cô chú anh chị, nhìn mấy cái đố không, cái này là nó chuẩn bị sập rồi nè bà ngoại, thấy chưa, ở trên này nè, ở trên đó đó, thấy chưa, thấy ngoại tội nghiệp quá, đồ của ngoại đâu ngoại, đồ của má đây nè. Dạ, thôi ngoại cũng gom gọn lên đi ngoại, gom gọn lên đi ngoại ơi, nữa mình sửa, chuẩn bị sửa ngôi nhà đây ngoại ơi. Đây nè, cái này đẹp tươi lên rồi nè, thấy chưa, ăn cơm chưa mà chắc này ngáp rồi, thơm không mà thử, con thử thôi, con cho chú ý kiến là cái đó mùi nó thơm không, cái mùi hả, thơm không, mùi ho cô bà thơm quá chị, thơm luôn. Gia đình à, đồ của ngoại hả, rồi rồi đồ của ngoại, đồ mới không, đồ nhung nè, đồ nhung mắc tiền lắm nè ngoại ơi, rồi nhung này đẹp nè, mày đẹp nè, cái này của ai cho đây ngoại, dạ rồi, đồ có ba nhiều quá ta, quá rồi, quá, gia đình đang dọn dẹp để chuẩn bị sửa lại cái ngôi nhà nghe quý cô chú anh chị, nhìn đây nè, cái bàn thờ, để nói cái bàn thờ mà không có để mà dựng luôn nè, dựng bằng mấy cái cây nè, tội nghiệp không, đó lá ớt bên nào nó gãy rớt xuống cái gòi luôn. Bé Ngọc này cũng có giấy chứng nhận bên tâm dạ đang nuôi dưỡng, thì em cũng thấy ngôi nhà mình, thấy quý cô chú anh chị thấy không, hư hết trơn luôn, này là cái điện này mới được cho hôm qua nha quý cô chú anh chị. Nhà này thuộc dạng nhà tình thương của Việt Tinh Văn cất năm 2012 tới giờ. Quá trời đồ đây mưa. Đồ mà không hết luôn các ngoại ha. Quá mấy. Quá mấy bao luôn rồi. Đây là gia đình mình đang dọn nhà cho nó ngăn nắp đang chuẩn bị mai mốt sửa lại ngôi nhà nha. Mai mốt có nhà mới rồi, chơi rượu rồi vậy. Chị ngủ cậu ba hả? Dạ. Ngày không làm vệ lý hả cậu? Dạ. Rồi biết luôn, con có nhâm nhi với cậu không? Không. Không có. Gặp tôi giờ tôi uống lén không? Trời ơi. Có không? Mẹ nói là con uống đâu? Mẹ có, mẹ có. Không uống cốc chứ đừng uống lén. Có không mà con có? Không. Con có. Uống. Nó bậy nó bạ gì đâu mà? Có không? Có cái chị vui gì vậy sao? Tại vì cậu ba không có dạo phải đâu mà đó. Chỉ tối đa là con chôm mà đồ ăn thôi đúng không? Ăn đồ ăn thôi nha. Chứ con đâu chôm uống nó làm gì? Gái mình đâu uống rượu làm gì đúng không? Uống rượu là mẹ con lấy giá hư. Ừ đúng rồi. Vậy mới được chứ, gái uống rượu là hư đó. Ừ, cậu này kỳ quá. Bởi tại cái chú nó cái lại coi nhà cái nói mày mày uống rượu hả, mày uống rượu này là bắt mày giấu mày nghe cô ba đấy, nó không uống rượu bia mà ba con. Vậy là con có uống bia không? Không. Quần áo của con dọn hết chưa? Hãy dọn đồ của con mới được chứ không thôi ngồi rồi đem bỏ ra đốt hết trơn luôn đó nghe. Bộ mệt hay gì rồi? Thầy ơi, đâu con mũi đâu? Con mũi đi con trâu rồi trời con. Không, con mũi đâu bằng con trâu đâu. Đây nè, mũi bằng con bé này luôn nè. Lớn rồi. Nha. Lắng nghe lời cô chú anh chị nè. Con nhìn nghe chú nè. Con nhìn nghe chú nè. Con hứa với cô chú ở trên này là con không có hỏi với ngoài nữa nha không? Nghe con nha. Con hỏi với ngoài cô chú anh chị không có thương con. Quá rồi, mấy cô chú anh chị nhìn cái nhà nè. À, đây là bà ngoại nè, ngoại đang dọn đồ nè. Bé nó cũng khờ khờ, cô chú anh chị, nó bị
Thực sự là mình đến ngôi nhà này là mình cũng rất là thấy ớn luôn, ớn lạnh luôn. Tối có mua nhang mũi đi đốt nữa đó hả? Dạ. À. Có giấy mừng thọ của ngoại 70 tuổi luôn hả? Dạ. Có lãnh có lãnh lương già không ngoại? Chưa đâu, 80 hay gì mới lãnh chứ 70 chưa lãnh đâu. Có lãnh lương già không? 70 chưa có, 80 đổ lên hay gì? Chưa lãnh hả? 80 đổ lên mới lãnh. 80 lên mới lãnh. Ừ. 700 có chia cậu không? Không. Hả? Có chia con không? Không. Cái này không có chia mà chắc lấy 90% rồi nè. Ừ, qua ly của ngoại hả? Ừ, qua ly trà bá lửa, trà bá nợ luôn mà. Trời ơi, trời, cái qua ly của ngoại nè. Này, ngoại tính đi du lịch hay gì ngoại ơi? Ngoại rất là sạch sẽ đó. À, đúng rồi, ngoại sạch sẽ lắm. Ngoại bác sĩ đến đây làm nhà hoài. Đó, chồng cậu rồi, ngủ cái chiếu là thâm đen phải không? Chiếu này là con là đợt sau là phải mua mới nha, bỏ đi nha. Hồi quá quý cô chú anh chị, thực sự là móc hết trơn, hồi quá hồi. Cái nồi cơm mình hư á, chị thấy là được ăn đấy nha. Chào anh Minh Châu nha. Trời ơi, Châu kẹt hơi gà mũi rồi thấy là chị thấy mũi lắm. Đâu quơ quơ cái mũi nó bay ra không? Thương quá anh chị, nhà nghèo nên là cũng không có chỗ kệ để đồ đạc hết trơn, chỉ lấy này kia để mà cái nào kia để mà kê đỡ thôi. Nó nhào ra chị đó nghe, con chuốt kìa chị. Chỉ là không có chuột rồi thôi. Hên quá. Trời ẩm thấp quá trời luôn kìa. Mưa tạt hết trơn ẩm thấp. Dọn hết đi ngoại ơi. Dọn hết cho sạch sẽ ngoại ơi. Cái này cho thoáng mát bữa kìa. Nhà cửa mình thoáng bữa kìa. Thấy nó đẹp lại kìa, đẹp trai lại kìa. Rồi kìa chào. Nước không. Nó hôi. Cái mùi móc quá. Mùi móc biết quen à. Còn con nên con ngủ dưới gạch nên là con không cần phải dọn ha. Có hai mẹ con ngủ như này hả con? Ngủ như này ấm không? Hay lạnh? Nhưng mà tối có chiếu chả. Ừ. Có chiếu chả hả con ha? Là cái giường này là của ngoại. Còn cái giường trong có cô ba. Còn cái giường của hai mẹ con thì dưới gạch. Chứ con không ngủ với ngoại. Cái này mua thêm cái giường nó đâu ngoại không được hả? Bà ngủ quen rồi, ngủ mình ngon rồi. Cái nhà nó rẻ 3 giường được, nhỏ quá. Được quá trời bày bộ mà quý cô chú anh chị. Thôi mình cũng xin kết thúc cái video tại đây nha quý cô chú anh chị. Nhìn cái nhà là mình đang không thấy là thật sự là tội luôn á, quá tội luôn, nghèo quá nghèo luôn quý cô chú anh chị. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha quý cô chú anh chị. Xin chào và hẹn quý cô chú anh chị lần sau nha.